Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ lên một cái bài vẽ rất là đơn giản nhất luôn, nhưng mà cũng rất là khó luôn á. Cho các nét vẽ lên cái hình mặt cười này, đó là những cái đường cong tròn nên khá là khó khi mà mình vẽ nét nha. Thì vẽ được cái mẫu này, mọi người sẽ cảm thấy những cái mẫu khác, những mẫu sau này sẽ dễ dàng hơn. Thì đầu tiên mình sử dụng cái màu vàng nha. Màu vàng để mình vẽ cái nền của cái mặt cười nha. Thì cũng như những cái mẫu khác thôi, mình cũng vẽ cái dấu thập. Thì từ cái dấu thập đó mình bo tròn các cạnh nè, để mình vẽ một cái vòng tròn nha mọi người. Đó, bo tròn mình vẽ thành một cái vòng tròn. Càng tròn thì nó càng xinh nha. Cái mặt này mình vẽ hơi vội á, nó cũng có khúc nó hơi méo méo nhưng mà cũng khá là xinh rồi đó mọi người. Đây thì mình chỉ mọi người cái cách vẽ. Thấy đơn giản gì chứ, cũng khá là khó đó nha. Đó, mình vẽ một cái vòng tròn, mình o cho nó xung quanh nó tròn đều hết nha. Vẽ cái khung, cái nền màu vàng thì nó cũng không có khó mấy đâu. Nhưng mà khi mà mình đi nét thì nó rất là khó luôn nha mọi người. Rồi mình bo tròn hết cái vòng tròn nha. Rồi bây giờ mình tô màu đều hết nha mọi người. Tô màu vàng đều hết luôn nha. Bo càng tròn càng tốt. Rồi mình tô đều hết nè. Rồi xong. Mình tô cho nó đều hết cái mặt, cái nền xong rồi. Tiếp tục mình sẽ vẽ những cái nét nha. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vẽ trước là cái nụ cười trước nha mọi người. Sẽ vẽ cái nụ cười, cái nét này nó sẽ đi theo cái nét ở phía ngoài của cái nụ cười luôn nha. Mình sẽ vẽ một cái nét nụ cười cho nó đều đi theo cái vòng tròn phía ngoài luôn nha mọi người. Mình vẽ một khúc thôi. Tầm nếu như mình vẽ một cái vòng tròn phía trong á là nó sẽ là một cái vòng tròn nhỏ, nhưng mà cái nụ cười sẽ tầm phân nửa cái vòng tròn nhỏ phía trong nha. Đó, mình vẽ đều xong rồi mình vẽ hai cái mép môi kiểu cười ra nó có cái mép á. Rồi cho mình thêm hai con mắt nữa, thì mọi người canh sao cho hai con mắt nó đều, nó đều nhau, nó đối xứng với nhau nha. Thì mình sẽ có một cái đường gạch ở giữa để cái hai con mắt nó đối xứng với nhau. Đó, không có, đừng gần quá nha mọi người, gần quá thì nó sẽ không xinh. Rồi tiếp tục mình sẽ, lúc này mọi người đem đi ho hoặc là mình vẽ luôn cũng được, nếu như tự tin vẽ không sai và mình lau đi, khỏi cần lau đi thì mình vẽ luôn cái nét phía ngoài luôn. Rồi mình đi luôn cái nét phía ngoài nè. Mọi người cứ đi từ từ, mình cứ nối theo cây cọ thì nó hơi đè đè tí xíu thôi, đừng đè quá. Đè quá thì cái nét của mình nó rất là to nha. Thì mình sử dụng cái cọ hơi vừa tầm, cái cọ này của mình là 1,1 mm. Đó, đi nét đều. Rồi xong thì mặt cười của mình đã xong rồi nha.